ngược chiều chạy vòng vòng với nhau nổi. Cứu được hả? Để Tài nhẹ cho bằng tài.
Tết tần lật nó đó, cậy rồi đó. Rồi. Tao lật giá keo lắm anh chứ. Dễ. Phải có chữ ăn là ok là sao lại lật rồi. Dấu gì? Rồi, cái dấu nặng này đâu? Thôi khỏi dấu đi. Bây giờ đâu ai ghi dấu mất công tốn tiền đâu, ai đâu mua. Giờ ta viết chữ lên nước ngoài. Chữ đâu có cần dấu. Không còn chấm vết gì nữa. Không phải chữ nước ngoài rồi. Đã viết gì nó muốn đọc sao đọc mà lụm hay lợi ba hư lợi cái lầu quẹt trẻ vậy nó chạy mà theo cái dấu không có được với mình là mấy năm đêm nó khỏe giờ này làm là ít người con tiếp nè, con tiếp con đưa nó về luôn nè. Chí học bệnh viện này, học y dược trên này nữa. Bác sĩ là sao, bác lẻ là sao ta? Bác bán thuốc lẻ 5.000-10.000. Giờ bác sĩ xuống ha, một xíu rồi mình làm trường bác. Đúng rồi. Muốn làm ai làm à? Muốn làm ai làm à? Ngon chứ. Tổ con ông kia nhỏ xíu, đừng bắt. Để sao mà em nói nha, chị giá không có học.